Tiếp qua học giờ trước thì các bạn đã biết được nước có vai trò rất là quan trọng đối với sự sống trên trái đất. Vậy nước tồn tại ở những thể nào và sự chuyển thể của nước ra sao thì cô và các bạn cùng chuyển qua tiết học khoa học hôm nay, ba thể của nước. Theo các em, trong tự nhiên nước tồn tại ở những dạng nào? Theo em, nước tồn tại ở ở dạng lỏng, dạng rắn và dạng khí. Các bạn hãy lấy cho cô ví dụ về nước ở dạng lỏng ạ. Em thưa cô, nước ở ao, ở hồ, ở sông, ở suối và ở biển ạ. Vậy nước ở dạng khí thì gồm những loại nước nào? Không, theo cô, nước ở dạng khí là hơi nước ạ. Vậy còn nước ở dạng rắn thì gồm có những loại nước nào? Không, cô, nước ở dạng rắn là đá, băng và tuyết. Các dạng tồn tại của nước rất là quen thuộc với chúng ta phải không nào? Như vậy các bạn có những hiểu biết gì về sự tồn tại của nước trong tự nhiên? Em thưa cô, nước tồn tại ở ba thể: thể rắn, thể lỏng, thể khí ạ. Em thưa cô, nước ở thể rắn có thể chuyển sang thể lỏng ạ. Em thưa cô, nước ở thể rắn có thể chuyển sang thể lỏng ạ. Em cô, nước ở thể lỏng có thể chuyển sang thể khí và ngược lại. Dựa trên những hiểu biết đó thì các bạn có những băn khoăn và thắc mắc nào không? Em cô, tại sao nước ở thể lỏng có thể chuyển sang thể rắn? Vậy để giải quyết những băn khoăn và thắc mắc đó thì chúng ta sẽ làm gì? Em cô, em sẽ nghiên cứu sách ạ. Em cô, em sẽ làm người lớn. Em cô, em sẽ làm người trẻ. Cho cái học này để phù hợp nhất và hiệu quả nhất thì cô và các bạn sử dụng phải kinh nghiệm nhé. Thí nghiệm thứ nhất, cúp điện lên một cốc nước nóng khoảng 1 phút rồi ngâm đĩa ra. Em quan sát được, mở ra em thấy có hơi nước, có nước trên thành cốc và đĩa. Kết luận, đây là phần trình bày của nhóm mình, mời các bạn chia sẻ. Mình muốn hỏi bạn là tại sao lại có nước ở trên mặt đĩa? Bởi vì khi hơi nước ngập lạnh sẽ hội tụ thành các hạt nước li ti và đậu trong đĩa. Cái nước ở ba thể có những tính chất gì khác nhau? Em cô, là nước ở thể lỏng, nước ở thể rắn có hình dạng nhất định, và nước ở thể lỏng và và thể khí không hình dạng nhất định. Vậy đối chiếu với